Hi, xin chào các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay mình quay lại làm YouTube về chạy xe Grab tài xế công nghệ. Thì hôm nay mình chia sẻ về chút xíu về cái chạy xe đêm. Thì hôm qua mình có chạy cái chuyến là từ Thủ Đức về đến Đồng Nai mà buổi tối từ 6 giờ nha. Chuyến xe đi cũng phải 20 mấy cây, 25 cây đến 30 cây. Thì đi về Đồng Nai thì mình ở đó, bên đó là Vĩnh Cửu, thì mình cũng không nghĩ là trong đó là tối vậy đó. Từ Đồng Nai, những cái Đồng Nai thì cho Đồng Nai xe cộ nhiều, đâu có biết là trong tối nguy hiểm vậy đó. Mình đi thì nhận khách, chở khách từ Thủ Đức về đó thì qua cầu mới Biên Hòa, thì rẽ trái vô đó, cái đường trong đó từ qua cầu mới xíu thôi mình đi rẽ vô cái đường về Vĩnh Cửu, sao vô rừng cây mà nó lạnh lắm. 6 giờ tối mình về đó cho gần 7 giờ tới thui rồi. Mình tại tự nhiên mình đang chờ vô khách vô tới đó thì mình thấy tự nhiên lạnh sự giống, tại vì cây bên là sông mà bên là cây thì nó rậm, mà đường mà trong nó không có người nữa, vắng khoảng mấy cái cột điện với có một nhà, tự nhiên mình lặn ngang sinh sống rồi. Thì mình chở cái bà cô đó cũng chắc cũng 50 tuổi rồi, mình nghĩ cũng không có đến nỗi nào mà ăn cướp gì đâu. Thế tự nhiên mình sợ bị dàn cảnh đâu, thì khi chở vô cái chặn đường mình cướp gì đó mình cũng sợ. Thì vô tình đó thì mình nhớ ra bây giờ lấy video mình quay đi, quay cái cảnh của người ngồi sau mình đó, mình cho bộ vậy thôi, để cho gửi cho người nhà mình, được người nhà mình an tâm á. Thì đó, thử coi sao. Thì vô tình mình quay khúc đó xong rồi mình quay hình của người bà cô đó với mình xong rồi, thì như cái bà cô đó gần tới điểm đón đó, gần tới điểm trả, thì bà cô nó kêu là khoảng chừng còn 500 mét nó mới tới. Thì bà cô nó kêu thôi ngừng ở đây đi, ở trong nó cũng vắng lắm, không có người, vắng mấy cái bà rồi mình kêu sao chưa đến điểm trả khách mà cô không chạy. Thì bà cô mới nói là thì trong đây đi vô cái hẻm á tối lắm, rồi tối cái đồ sợ con ra con có ra, thì mình cũng chấp nhận, tại vì cho mình điểm dừng sớm mà. Nên mình vô mình cũng sợ, ví dụ mình chậm vô chút xíu nữa mà không biết ra sao luôn. Ra mà sợ tối, sợ bị dàn cảnh á, dàn cảnh cướp đúng không. Mình cũng sợ, thì nhấn trả khách xong á, thì khách xong thì mình cũng mừng, tại vì lúc mình trả xong thì mình cũng quay phim rồi, lúc mà mình bị gì đó thì cái người mình quay phim này cũng có là bằng chứng đúng không. Mình nó là dàn cảnh hay là cướp xe mình á, nếu mình quay người ta rồi, quay cái video người ta rồi thì người ta cũng có hình ảnh cho Grab nữa. Với lại mình đâu có bắt xe khách ngoài đâu, mình có xe trong app mà, thì nó cũng có cái địa chỉ của cái người đặt đó. Nhưng mà mình quay thì vẫn chắc hơn, để lỡ cho người ta dùng, người ta có gian thảo, người ta muốn cướp xe hay làm gì đó, thì người ta cũng ý, người ta bỏ ý định nó đi đó. Mình thấy cả mấy cũng quay nó cũng hay. Với lại mình chia sẻ thêm một cái sự việc như vậy nè. Thì mình hôm đó mình chạy luôn, thì mình chở khách xong thì mình quay đi ra ngoài, thì Bến Cụ đi ra ngoài cái đường ngay chỗ Đồng Nai hoặc gần cầu mới luôn, đi khoảng nửa tiếng nữa mình bắt một khúc Grab Bike nữa là 50 ngàn luôn, 49 ngàn, khách đưa thêm bo thêm 10 ngàn nữa, 50 ngàn. Chờ thì Vĩnh Cửu ra ngoài là 50 ngàn. Thì mình bắt cái khách đó chở ra ngoài tới đường quốc lộ ngoài, thì mình chở khách xong rồi thì tự nhiên có một cái anh đi bộ anh tới, người anh cũng cùi cùi thôi. Anh hỏi bây giờ anh có chở khách không, chở về Đồng Nai không. Mình kêu rồi chứ giờ chở về đó thì không đi, ý cũng trễ rồi, mình sợ trễ giờ sao mình không đi. Cái mình anh kêu bây giờ có chỗ nào nạp điện thoại không, nạp từ điện thoại không thì để cho anh gọi về nhà, chứ anh đi xe buýt á, không có xe buýt, không có bắt xe được.
thì mình tối mình thấy người ta thương người, ông này cũng 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 lớn rồi, cũng 30 40 rồi, nhìn cũng có vẻ làm lũ định cũng không có nỗi nào như là gọi như dân cục cướp không, mình cũng thương, mình kêu bây giờ anh muốn nạp tiền thoại bao nhiêu thì đưa em nạp luôn cho, chứ bây giờ chỗ nạp điện thoại cũng không có đâu, giờ đi kiếm cũng khó lắm, không có đâu, và ông đi bộ nữa. Ông kêu ông có điện thoại nhưng mà hết tiền luôn, không gọi được, nói sim của ông sim Viettel, mình kêu thôi giờ anh đưa cho em tiền em nạp cho, chứ kiếm chỗ nào nạp cũng khó, để đi về cho nhanh không. Đó thì mình ông đưa cho mình 100.000 thì mình mới hỏi, thì mình cũng sợ, mình tính đa nghi cũng sợ, hỏi đọc số cho em đi, đọc số đầu đuôi là y như vậy luôn, mình lưu vô cái tài khoản mình xong rồi mình hỏi kỹ một lần nữa, anh đọc số cho em thêm lần nữa có đúng không, vậy sao đọc cũng đúng, giờ mình nghĩ chắc rồi đó, giờ mình cầm tiền 100.000 trong túi rồi, tiền mình có cái tiền thiệt tiền giả, có tiền thiệt mình bỏ túi luôn rồi, cái mình hỏi hai lần rồi đúng không, chắc. Khi mình nhấn xong, nhấn nhấn đá chuyển, mình nhấn đá chuyển cho ông đó xong đó, thì ông mới mở thoại kêu chưa vô em ơi, cái gì kỳ, em hỏi anh hai lần rồi mà số điện thoại của em mình dở cái này, là mình khi mình giúp người ta mình không ghi lại cái số chính xác từ giấy, mình hỏi người ta coi, hỏi mình chỉ nói miệng thôi, đem đang tao vạch để mình chuyển cho tay 100.000 xong mình kêu không vô, cái hỏi đúng hỏi thêm lần thứ ba nữa, thì ông kêu là thiếu cái số ở đầu, xíu cái số ở đầu, thiếu cái số ở đuôi nữa, tự nhiên mình lại nhắc mình phải bị lừa rồi, mình cảm thấy như đọc xong cái đó là mình cảm thấy mình bị lừa, đó là làm ơn thì tốn 100.000 giúp người ta, như là tối hôm đó là chạy cuốc xe, hai cuốc xe đó là được 100.000 là cho ổng luôn, là anh em bị đáp nên chú ý cái điều đó, ví dụ mà chuyển tiền mà có lòng thương á, lòng thương thương người ta thì phải rõ ràng, rồi viết giấy vô chuyển khoản cho ta, cái nói miệng xong nói hỏi ông mình kỹ với đó, mình hỏi hai lần rồi ông kêu ok, đúng rồi đó, xong rồi mình chuyển khoản cho ta xong, ông nói không phải, thêm số 3, số 2 đầu, thêm số đuôi nữa, cái mình gọi là cho cái số đã chuyển á, thì cái số đó là không 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 có ấy, không có liên lạc được, ý như sim khóa, cái mình cũng đang nghi, lấy điện thoại của ông lại, kêu anh đưa điện thoại của anh cho em coi, thấy điện thoại của ông á, gọi cho mình thì đúng gọi không được luôn, thì xem sim của ông không hết tiền là không được, cái mình cảm thấy lừa thôi thôi, ông cầm tiền ông cầm lùi 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 cũng đi, mình đã bị cảm thấy bị lừa, lúc nào cũng có lừa rồi quá đau, đánh giá người ta mình thương người ta, đâm ra cứu người ta để cho người ta có cái tiền cho bắt xe buýt với gọi cho người khác đón ông, đâm ra mình bị lừa 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 hết 100.000, đúng là không có lừa nào mà không có lừa này. Nên anh em chạy vô mà chạy xe ráp á, thấy điển như đó, thì trước khi mà chuyển tiền cho ta hay gì đó là ghi lại cái để khi mà mình chuyển cho rồi á nó còn cái cớ được đấy, chứ mà không nói nói miệng không là người ta đâu có bằng chứng gì mà lấy tiền đó đâu, mà ngày hôm sau mình gọi cho cái số đó nó cũng khóa, số mà đã chuyển cho nó khóa, nó đâu có máy đâu đó. Với lại một cái mẹo nữa nè, cái mẹo là của mình nha, đúc kết nha, đúc kết về 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 chạy xe ráp công nghệ nha, thì anh em mình á thì mới chạy á thì nó nổ kinh lắm, nổ ráp ráp combo 3 mà nó nổ kinh, anh chạy nhiều khi chạy không kịp mà đi đổ xăng luôn á, nó nổ liên tục ấy. Nhưng mà khi mà mình muốn đi về đúng không, mình đã nổ mà nổ liên tục luôn, không muốn đi về, mình đi 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 chơi với gia đình đi, hay mình đi 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 làm việc gì đó để mình tắt app thì như thế nào, tắt app để nó không nổ nữa nha, nó không nổ nữa nha, chứ nổ là bình thường được rồi, mình tắt app để không nổ nữa, mà đang chạy
Tại vì khi mà người đăng ký mới á, là rác nó cho nổ liên tục luôn, khi mà chưa giao có phút xong phút đó, chưa giao xong là nó nổ lên tiếp rồi, thì mấy người đăng ký mới là nó nổ kinh lắm đó. Khi mình muốn tắt mình đi về mình làm việc của mình thì mình phải như thế nào đó. Cái này là mình chia sẻ nha, chia sẻ một cái mẹo thôi, để lỡ mà anh em ở trong tình trạng của mình á, ví dụ mình đang chạy đi ở nhà có việc gì đi mà muốn đi về ngay lúc đó luôn, không muốn là đi nữa đó, hay giờ mình chở khách đi Sài Gòn đúng không, bây giờ mình có cái kẹt quá mình quay về, bây giờ nhưng mà nó lại nổ nữa thì làm sao, mình hủy mất tỷ lệ, mình bị tỷ lệ của mình đúng không đó, hủy tỷ lệ đâm ra nó tỷ lệ của mình nó sẽ không có đủ, nó không nổ nữa đó. Nhiều cái này cái mẹo này, khi mình muốn đi về lúc đó thì gần đến cái điểm đó mình sẽ tắt cái app của mình kéo xuống tắt cái định vị đi, thì cái định vị đi thì rác sẽ không biết mình ở đâu nữa, thì sẽ không có nổ đơn nữa đó. Khi mình tới đó rồi mình sẽ quét trả khách đúng không, khách xong thì nó đâu có định vị đâu, nên rác cũng không có biết mình đâu, nên nó sẽ không nổ. Cái đó cũng không có gì sai, thì mình không muốn chạy nữa thôi, nó không có là anh gian hay gì trong trong đó. Vậy thì mình chỉ có tắt cái app là không muốn chạy nữa đó. Khi là mình xong rồi tới mình chạy khách xong, nó quét xong rồi mình sẽ tắt luôn cái app của mình là mình sẽ không chạy nữa đúng không, mình sẽ được về. Còn không nó sẽ nổ, nó nổ liên tục luôn, là khi mà khách mình nó nổ liên tục là mình đâu có về được, mình đâu có nghỉ được, mình như đang bền chuyện mà đó. Nhiều khi anh em muốn đi về đi làm cái việc gì đó thì tới đó thì cần tắt định vị thôi, tắt định vị là không sẽ nó không nổ nữa, là mình sẽ về làm gì đó, ngày mai mình sẽ bật định vị lại và nó sẽ nổ nữa thì mình chạy nữa. Đó là một cái mẹo chia sẻ về cái chạy xe rác công nghệ. Rồi, chúc anh em thành công. Nếu anh em thấy hay, hãy đăng ký hộ kênh cho mình để mình làm những cái video và động lực video cho các bạn cùng tham khảo cái nghề tài xế xe ôm công nghệ. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn các bạn. Nhớ đăng ký, like và share, chia sẻ những video của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha.